vâng, xin chào các bác. Hôm nay để tiếp nối cho chương trình Đồ Tào Lao, em tiếp tục giới thiệu tới các bác một cái đầu DVD size nhỏ của một cái hãng tên là East. Khổ em tiếng Tây ngu lắm, đọc bừa đấy ạ. Em tạm phiên ra tiếng Kinh, có nghĩa là phương Đông. Đây là một cái món mà em mua thẳng từ bên Nhật về. Nó đi thẳng từ Nhật về, không qua kho bãi Campuchia. Trước khi đi phân tích về cái sản phẩm này, thì em cũng xin mời các bác chúng ta xem hình ảnh mà nó thể hiện ra. Em đang bỏ vào đây một cái đĩa DVD và anh em chúng ta sẽ xem một đoạn hình ảnh của nó. Đầu năm Tết đến, chúc mọi điều vui, vui hết buồn xuôi bao điều ủ rũ. Đi theo năm cũ mừng đón xuân sang, bên cạnh mai vàng cảnh mâm ngũ quả, cùng thạch cao tôm cầu chúc may mắn, sức khỏe tràn đầy, gia đình xung vầy, chúc mừng năm mới. Tết này cùng thạch cao tôm Long Hải, đón chọn xuân yêu thương bên gia đình. Đẳng cấp, thời trang, phong. Con đầu của chúng ta nó có một cái size nhỏ 22,5 cm. Nói đến đây là chắc các bác biết nó ở cái tầm size nào rồi. Nó ở trong cái cỡ của những cái thớt dàn máy nằm, ở những cái bộ dàn mini, ví dụ như là Onkyo, Denon hoặc là Kenwood hoặc Victor hoặc những hãng khác. Khi cái hãng X này nó sản xuất ra cái loạt DVD này, em nghĩ là cái đích ngắm của họ ấy là cũng mong muốn là cái sản phẩm này nó sẽ giúp thêm tính năng cho những cái bộ dàn mini mà những dân chơi audio hiện tại nó đang sở hữu. Ví dụ những bộ mini mà chưa có đĩa DVD chẳng hạn, thì có thể bổ sung cái này đặt lên trên nóc, nhìn nó vừa cỡ và trông nó cũng oách. Thế thì cái món trước mặt các bác đây, thì khi nó về tới tay em ấy, thì đồ đoàn đi theo nó cũng tương đối là đầy đủ. Trước tiên là một cái remote zin. Đó, chưa hết đâu, chờ em tí. Thậm chí là còn có đủ cả vỏ hộp phụ kiện. Ngoài remote zin thì chúng ta có một cái dây AV. Đó, một này, một sợi cáp HDMI. Đó, cái này là tử tế này nha. Đời chủ cũ nó còn chưa thèm xài đến cái sợi cáp này đâu. Sách hướng dẫn sử dụng và phiếu mua hàng của thằng khỉ gió bên đấy nha. Nó vẫn để nguyên trong túi bóng, hình như nó chưa buồn bóc ra. Và đây là cái vỏ bìa các tông của con đầu của chúng ta. Ở đây nó khoe ra là nó có kết nối HDMI này. Đây là kết nối danh giá nhất. Ngoài ra thì nó còn có USB, khe cắm thẻ SD. Em xin nhắc lại là con này có size là 22,5 cm. Tên mã là DVH2228. Đối với những anh em ở bên số học, bên lô đề hoặc là bên sim số ấy, sẽ luận được ra ngay cái số 2228 nó là như thế nào, có nghĩa là luôn phát. Đó, đây là vỏ hộp. Chúng ta sẽ cố gắng đọc cái thông số nó ghi thế nào. Điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ 8W, ngõ HDMI đạt chuẩn 1.3, USB thẻ nhớ. Và đây là kích thước này, rộng 22,5, sâu 22,7 và cao 5 cm. Thân máy nặng 950g, mã vạch 49. Đó, DVD player DVH2228. Như vậy là đây là một cái con mà em nghĩ rằng là phụ kiện là có lẽ là đủ. Đây đúng là remote đi theo máy. Bây giờ thì em sẽ cho vào đây một cái đĩa CD
thì chúng ta sẽ nghe một cái đĩa CD. Cái đĩa này nó có bản quyền đấy các bác, em chỉ dám phát cái đoạn quảng cáo của nó thôi. Mấy cái đĩa hài miền Bắc này là chúng nó hay đánh bản quyền lắm. Em sẽ cho vào đây một cái đĩa CD, chúng ta sẽ test cái đĩa CD. Sau khi nghe một đoạn đĩa CD thì chúng ta sẽ chuyển qua quản USB. Đang loát rồi, nó nhớ được cái đoạn lúc nãy em nghe. Em xin phép ấn nút mute tắt tiếng để em nói thêm. Các bác nhìn vào cái mặt trước của cái đầu đĩa này thấy nó lồi lõm không phải đâu ạ. Thằng khỉ đời chủ cũ người Nhật nó thậm chí còn chưa thèm bóc cái lớp ni lông dán phía trước mặt. Do vậy là nhìn vào mặt trước của cái đầu đĩa chúng ta cảm thấy nó lam nham, nhưng mà kỳ thực là nó còn mới đến cái mức độ thằng chủ cũ nó chưa bóc ni lông. Em đang cắm những cái kết nối bao gồm kết nối HDMI. Đây là đường tiếng xuất ra dạng bông sen, và đây là đường hình xuất ra dạng bông sen. Em đều cắm hết để test kiểm tra. Như vậy là chúng ta đã test xong khoản đĩa CD. Bây giờ chúng ta sẽ test đến cái mục tiếp theo, đó là USB. Để xài USB thì chúng ta cho đĩa ra khỏi ổ, không để bất cứ cái đĩa nào ở trong này. Sau đó là ấn nút close, đóng khay đĩa. Sau khi nó phát hiện ra không có đĩa bên trong thì nó sẽ tự chuyển về phần USB để chúng ta chơi nhạc đến phần USB. Bây giờ em sẽ mở một đoạn bài Vùng Lá Me Bay đi. Em xin phép ấn nút mute để em nói thêm. Hình ảnh mà các bác đang nhìn thấy đây là hình ảnh xuất ra ở ngõ HDMI. Về cái phần menu setup ở trên cái con đầu đĩa X của chúng ta ấy, thì nó là tiếng Anh và những phần cài đặt nó khá là dễ dàng. Em sẽ gọi menu ra, các bác nhìn thấy chưa? Đó, nó bao gồm những cái cài đặt như sau. Cài đặt ở bên phần hiển thị này, bên phần audio, speaker setup thì chúng ta nên để stereo đó. Bên phần âm thanh Dolby thì nó cũng có nhiều tùy chọn đó. Đây là những cái hiệu ứng này, hiệu ứng music này. Đây là bên phần video, các bác có thể thấy là em đang để sẵn ở cái độ phân giải là Full HD 1080p nha. Đó, và đây là về chất lượng hình ảnh đấy ạ. Xuất ra thì chúng ta có thể chỉnh được phần sắc nét, bright là độ sáng, và contrast là độ tương phản đó. Và đây là đường cài đặt ở bên phần HDMI. Chúng ta có thể để ở âm thanh thì cứ để ở auto nhé, còn HDMI thì cứ để ở on, là mình bật cái ngõ HDMI lên. Đó, những cái cài đặt này thì em nghĩ là nó vô cùng đơn giản thôi, chứ nó chẳng có cái gì cả, cực kỳ dễ dàng. Như vậy là thiết bị của chúng ta nó có một cái thế mạnh, đó là một con đầu DVD có ngõ xuất HDMI.
có USB và với một cái size nhỏ, nó vừa vặn với những cái thớt dàn mini máy nằm của Denon, của Kenwood hoặc của Victor hoặc của những hãng khác. Đây rõ ràng là một cái sản phẩm mà nhà sản xuất người ta đã định hình như là một cái thiết bị thêm vào, thêm nếm vào cho những cái bộ dàn mini nó đang thiếu tính năng, ví dụ như là tính năng chạy đĩa DVD, hoặc giả như là những bác mà đang có những cái con âm ly đa kênh đời cao, con ngõ HDMI mà bây giờ mà đang muốn kiếm đến một con đầu đĩa có khả năng có ngõ xuất HDMI để các bác ý, kết nối cái ngõ đấy chơi nhạc với chất lượng cao hơn so với đường bục xẹn hoặc là đường quang. Cũng cần phải nói thêm thế này, chỉ có ngõ HDMI thì nó mới cho chúng ta được cái trải nghiệm âm thanh đa kênh 7.1. Còn cái ngõ quang ấy thì cái chuẩn âm thanh cao nhất mà cái ngõ quang có thể thể hiện được đó là đến 5.1 thôi. Nói như vậy để các tình yêu nắm được. Ở phía sau thì dây jack nó nhiều, do vậy xin phép là em cũng không muốn đọc. Các bác chỉ cần biết là con này nguyên tem. Đó, các bác nhìn thấy tem chưa? Trình tiết vẹn nguyên 100%, nguyên tem. Em chưa hề đụng vào bất cứ cái ốc nào cả. Máy mới, đẹp. Thực sự đây là một cái món hết sức là đáng chơi, nhỏ gọn, vừa form với những cái thớt dàn mini. Em đã thực hiện mọi bản test và bác nào có nhu cầu muốn sở hữu cái thứ tào lao này thì cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin lưu ý, em bán những thứ này chỉ bao có điện vào, không bao chạy nha. Chỉ bao có điện vào, không bao chạy và không bảo hành dù chỉ là 1 phút. Em xin nhắc lại, em thực hiện mọi bản test trên video nhưng không bao chạy và không bảo hành dù chỉ là 1 phút. Bất cứ là ai nếu mà đã thông được về mặt tư tưởng thì lúc đó là hãng rút điện thoại ra gọi cho em, bởi vì khi mà chưa đã thông được mà gọi cho em là vẫn hỏi đi hỏi lại, đâm ra nó mất thì giờ của nhau. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.